Đến Valentine rồi. Cho anh nắm tay nhé. Làm thế là có em bé đấy. Chẳng sợ. Hay là chơi đuổi bắt đi. Bắt được thì cho anh nắm tay. Thôi, có người nhìn kia kìa. Đúng là nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò. Còn Valentine của tôi thì nhất vợ nhì con. Thứ ba là... Anh Thứ. Chào cô ba. Em mới trên tỉnh về đấy à? Vâng, em nhớ anh cùng những bài văn xuôi của anh quá. Thứ ba là toang đấy thầy em à. Valentine của tôi sẽ không có sô-cô-la cho người thứ ba đâu.